bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam. Đưa làn sóng đầu tư nước ngoài mới vào nông nghiệp. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ cán mốc 100 tỷ USD trên năm. Cà Mau, hơn 1,3 tỷ USD xuất khẩu thủy sản và phân bón. Vườn quýt hồng lớn nhất Lai Vung vào vụ Tết. Đưa làn sóng đầu tư nước ngoài mới vào nông nghiệp. Nông nghiệp Việt Nam đang duy trì mức tăng trưởng tốt và là lĩnh vực còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP sản xuất nông lâm thủy sản Việt Nam duy trì ổn định, trung bình tăng 2,83% năm. Sản lượng lương thực thực phẩm tăng nhanh không chỉ đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, mà còn đóng góp cho an ninh lương thực quốc tế. Chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao, giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản hàng năm đều tăng 8 đến 10%. Tiến sĩ Nguyễn Anh Phong, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng, quy mô của các dự án đầu tư nước ngoài trong ngành nông nghiệp còn hạn chế, chưa phát huy tốt nhất lợi thế so sánh của nông nghiệp Việt Nam. Cơ cấu đầu tư nước ngoài trong ngành nông nghiệp còn thiếu tính đa dạng, thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn còn hạn chế. Liên kết của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tới khu vực trong nước chưa chặt chẽ, chưa tạo cú hích thực sự cho kết nối chuỗi toàn cầu. Tiến sĩ Nguyễn Anh Phong cho rằng, giải pháp căn cơ nhất để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp chính là cải thiện môi trường đầu tư. Cụ thể cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến toàn bộ quá trình đầu tư, rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, tăng cường thực thi các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nông sản nói chung để hạn chế hàng giả và sản phẩm nhập lậu, tăng nhu cầu đối với các sản phẩm được chứng nhận. Song song đó, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai để các địa phương chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, trong khả năng cho các dự án đầu tư, quy hoạch diện tích đất phục vụ hạ tầng logistics, kho bãi, nhà xưởng chế biến gần vùng nguyên liệu, thực hiện nhất quán, minh bạch chính sách, quy trình cho thuê đất cho các nhà đầu tư, xây dựng các chính sách ưu đãi riêng, tại từng địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận đất sản xuất nông nghiệp, thông qua các hình thức thuê đất, liên kết sản xuất với hợp tác xã, nông dân. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ cán mốc 100 tỷ USD trên năm. Theo số liệu Tổng cục Hải quan mới công bố, tháng 11, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 7,84 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm lên 101,22 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay cán mốc 100 tỷ USD trên năm. Với kết quả trên, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 11 tháng đầu năm, riêng thị trường Hoa Kỳ chiếm 29,58% kim ngạch xuất khẩu cả nước. 11 tháng đầu năm có 12 nhóm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó, 4 nhóm đạt từ 10 tỷ USD trở lên gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 18,55 tỷ USD, dệt may đạt gần 16,1 tỷ USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 14,57 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,35 tỷ USD. Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Hoa Kỳ trong 11 tháng đầu năm đạt 13,46 tỷ USD. Với tổng kim ngạch 114,68 tỷ USD, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Cà Mau, hơn 1,3 tỷ USD xuất khẩu thủy sản và phân bón. Ngày 8 tháng 12, tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho biết lĩnh vực chế biến tôm và sản xuất phân bón năm 2022 tiếp tục là điểm sáng của ngành công nghiệp tỉnh. Cụ thể, sản lượng chế biến tôm ước đạt 200.000 tấn, vượt hơn 27% kế hoạch, tăng hơn 11% so cùng kỳ. Sản lượng phân bón ước đạt 1 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD. Trong đó, thủy sản chủ yếu là tôm đạt hơn 1 tỷ USD, bằng 101% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Phân bón ước đạt 215 triệu USD, bằng 275% kế hoạch, tăng 145% so với cùng kỳ. Theo ông Huỳnh Quốc Việt, kim ngạch xuất khẩu tăng cao là do khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu ngay sau khi các nước dần kiểm soát được đại dịch COVID-19 và tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Hoạt động xuất khẩu của tỉnh vào các thị trường chính đều tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, thị trường EU tăng gần 41%, Australia tăng 85%, Canada tăng gần 23%, Hàn Quốc tăng 14%, Nhật tăng hơn 13%. Ông Huỳnh Quốc Việt thừa nhận, kinh tế của tỉnh Cà Mau tăng trưởng đạt kế hoạch, tuy nhiên thấp hơn bình quân chung cả nước và đứng vị trí 12 trên 13 tỉnh, thành tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. vườn quýt hồng lớn nhất Lai Vung vào vụ Tết. Khu vườn quýt hồng Ba Liên lớn nhất huyện Lai Vung, phủ sắc vàng cam rực rỡ mang không khí Tết đến rất gần. Lai Vung, cách thành phố Sa Đéc 17 km và thành phố Hồ Chí Minh 180 km, từ lâu được ví như vương quốc quýt hồng. Hiện có hơn 275 ha trồng quýt hồng đang cho trái, tập trung tại các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, Vĩnh Quối và Hòa Long. Trên địa bàn huyện Lai Vung hiện có 5 điểm tham quan quýt hồng, trong đó vườn Ba Liên có diện tích lớn nhất, tọa lạc tại 282 trên 3 ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, thu hút nhiều du khách tham quan dịp cận Tết Nguyên đán. Một thửa đất có 2 hàng quýt trồng hai bên và có hệ thống tưới tự động lắp đặt ở giữa. Vườn quýt có 2 nhân công thường xuyên và 6 nhân công không thường xuyên. Không khí trở nên nhộn nhịp vào mùa thu hoạch quýt. Phan Văn Sang sinh năm 1998 phụ trách kỹ thuật chăm sóc vườn, cho biết vườn áp dụng biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng phân, thuốc hóa học nên cây phát triển tốt. Sang chia sẻ mùa quýt hồng năm nay ở Ba Liên dự kiến thu hoạch 17 tấn quả. Ngăn cách các thửa đất là hệ thống các mương thoát nước, bên dưới trồng bông súng, bố trí thuyền và tiểu cảnh cầu khỉ bắc ngang để du khách chụp ảnh khi tham quan vườn. Đầu tháng 11 âm lịch trái quýt bắt đầu lên màu, còn gọi lên da lưa nhưng chưa đạt độ đường. Đến gần giữa tháng Chạp, trái chuyển sang màu vàng cam đẹp mắt, lúc này quýt ngọt hơn có thể thu hoạch. Quýt hồng có điểm đặc biệt là quả hình cầu dẹp, vỏ nhẵn và mỏng. Khi chín có vị ngọt hậu, hơi chua nhẹ, nhiều nước và nước quả có màu vàng cam. Vườn cây cho trái nhiều, đẹp ngày càng được nhiều du khách biết tới. Ban đầu chỉ có 2 người trên ngày và đến nay có thời điểm đón 150 người trên ngày. Du khách đến đây diện trang phục áo bà ba chụp ảnh bên từng chùm quýt hồng tạo nên khung cảnh đậm chất miền Tây. Vé tham quan giá 50.000 đồng trên người lớn và 30.000 đồng trên trẻ em 5 đến 12 tuổi. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bảng tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.